Chào anh. Chào ông cặc gì mà chào. Đi mẹ thằng lồn sóc hàng. Cặc muốn chơi tao chơi với mày. Ê thằng lồn này nói con cặc gì tao đó. Ủa? Trời ơi, tôi không có nói gì đó, không có nói gì đó. Nó con cặc gì đó. Mày đạp dài tao giờ mày còn sống nữa hả? Mẹ mồm rồi đi. Nói cho lão hãng tôi đấy thịt mẹ nữa. Con cặc tao nói mày đạp dài tao là mày đạp dài tao. Tao đạp dài tao là mày đạp dài tao. Mày đạp dài mày là mày đạp dài tao. Tao đạp mày dài mày đạp tao. Mày đưa tao 100 đồng tiền bồi thường này. Con cặc tao đéo trẻ. Con cặc tao thích đập mày luôn á cu. Đi mẹ thằng này. Con cặc mày đứng đó đi. Tao kêu bạn tao lên đủ má chơi với mày. Ủa phúc đâu thằng nào? Đó lồn đó. Vô chơi đi. Sao mày muốn chơi gì? Ta đùa má kỳ vậy ta. Đùa má phúc ngủ chơi đội chơi mà nó móc súng chơi mình làm sao? Tao bắn mày ơi. Đĩ mẹ. Bây giờ phải làm sao đây? Chỉ còn cách hòa giải thôi. Anh bạn à, anh có thể tôi bố cua được không? Đù má mày nói con cặc gì vậy? Anh để tôi bố cua một cái. Để anh bố cua lại. Như nào? Đù má mày bê đê hả? Bố cua. Đù má mày bê đê đứng gần mày cái tao bị lây chết. Bố cua. Đù má mày con cặc gì vậy? Anh bạn à, tôi có thể bố cua anh phía xa. Đù má mày bố con cặc gì vậy? Gì vậy? Ồ, hai anh Phúc. Anh khỏe không? Anh khỏe. Em hâm mộ anh lắm á, em thần tượng anh lắm á. Cho em xin chụp chung với anh tấm hình được không? Ồ vậy hả? Con cặc tao đéo chụp. Người nhà quê.